Ok bạn, thì bố mạnh trấn mà phải trấn con bố em biết làm đâu. Rồi bỏ vô đi. Rồi được rồi, xong rồi đúng không, nhiều quá nó mặn mặn thôi. Rồi bỏ này đây lại, bỏ đây lại. Em đường không? Được rồi, rồi đánh lên vậy nè, đứa nào đánh? Dạ rồi đánh đi. Dạ. Đánh luôn. Rồi em đánh xong rồi tới anh hai đánh đi. Thôi tới đâu hả? Trời ơi, mình vẫn chưa đánh một ít người nữa rồi. Rồi xong rồi tới anh hai đi. Làm món gì với anh Sóc? Cơm chiên. Cơm chiên hả? Không đó. Làm món trứng chiên. Làm món trứng chiên rồi. Chưa làm chiên hả? À, đưa em đánh đi. Trời ơi, phải bố đánh nè, món nè. Món đánh, bố đánh nè. Bố đánh nè. Đánh được, đánh được rồi. Trời ơi, làm kiểu gì vậy? Đưa cho anh hai đánh được rồi. À, đánh kiểu gì? Nó đánh như vậy thì nó đường với muối nó mới trộn được. Nó mới tan được hết. Nhưng mà có chừng bị tung ra ngoài rồi. Rồi bấm dừng lại đi, đúng đầu giờ chiên. Bấm dừng lại đi, em cái chảo vô rồi bấm quay tiếp. Rồi, đến này không là phấn dùng lại rồi. Tí nữa bà sẽ thấy đường bố mình đang nấu cơm chiên nha. Ở tí nữa ảo thật. Rồi đây, đã lên bếp. Chưa nấu rồi anh này. Đóng trứng. Đây con ngoại vừa nấu rồi, xịn nắp của mình. Bạn xịn nắp cây á. Ở dưới cây dữ lắm. Ừ. Ghê quá. Ủa, có mình lấy chảo à. Cái này hình như sẵn mới. Vậy con chỉ đứng đó một con thôi. Mẹ này cháy dầu vô nè. Dạ. Dầu mình tán nó đều ha. Có chừng nó đỏ xuống rồi. Rồi. Ủa kìa. À bây giờ con lấy cái tô đó con đổ nó vô. Bẻ bẻ đó con. Giờ tại quá. Xích vô, vô tí nữa. Rồi. Đó hết vô luôn, mà chừng đổ ra ngoài vậy. Quay đây. Đừng có lắc lắc. Cho nó đông từ từ đã. Ủa đây miếng màu trắng chưa? Thì à, nó lòng trắng, cầm đi. Để bố lấy cái đũa. Bố mình lấy cái đũa bạn. Có cái đũa rồi. Rồi. Cầm đi quậy. Nè. Nhiều dữ vậy. Tới 800 rồi. Để nè. Là mặt cười rồi, hai cặp mắt. Nhưng mà không làm được. Nó vẫn chưa cứng mà. Để từ từ nó cứng lại. Chấm hai rồi. À chấm rồi được. Ơi ấy như sẽ làm trứng tròn rồi đó. Rồi tiếp nữa anh tuấn nữa hả, thằng nào gõ ca đầu trứng trứng nồi nọ nhà ba đến xe chạy rồi nghe. Rồi nó bắt đầu cứng nào. Thường đang nặng bong bóng kìa. Quay sát rồi. Để nó bé, để nó con. Để nó bong bóng kìa.
Tại sao mày nạo bong bóng cái gì? Sao mày bong nạo bong bóng cho ai luôn? À nóng rồi. Như nóng nó bốc lên. Ê nóng không? Vừa ăn đâu em. Nóng rồi. Ba mẹ con đang quay phim đồ nóng chân mẹ. Dạ. Làm này thẳng hình cho đẹp à. Có phải nghĩ chất nhạy bong bóng mà. Ơi, anh cho đây hắn nào. Ui, sao mà bị phỏng rồi. Bé ơi, đừng có nhặt con. Đứng phòng lại rồi. Rồi xong nữa con. Rồi chào mấy bạn đi con. Thôi mấy bạn. Nhưng mà xong rồi chỗ này lại không lỗ mà. Nó nạo bong bóng hoài vậy. Ủa chiên rồi bà. Thôi đến tập 2 rồi mình sẽ cho đã múc rồi bà. Thôi mình quay cho bạn thấy bố mình múc nha. Không cho bạn mình cũng muốn cho bạn phải đợi lâu đến phần 2 đâu ha. Trời. Ơi cái mặt cần sao mà bị cháy rồi kìa. Hình như tí nữa sẽ ăn trứng xào luôn rồi. Với lại nếu còn một trời ơi bố mình nấu hay vậy ta. Phải cơ bố mình chỉ ốc chặt luôn rồi đừng em hèm phán rồi. Mình mấy cái chấm màu đen này giống như mình thấy cái miếng màu đen bị cháy này, dùng cái màu đỏ dùng cái điện thoại quay các bạn nhìn chẳng khác gì tương cả hả. Thôi tí nữa đợi nó xong rồi sẽ cho bạn con trứng tùy phần nha. Ở đó bạn, mình sẽ cho bạn ở phần 2.